cũng như là bên USA để cùng tham gia chương trình rất là lớn, đó là chương trình Trăm Năm Cải Lương. Và giờ đây xin mời quý vị cùng chào đón Bầu Thí Nguyễn đến từ USA. Hôm nay má cũng lên hát giúp vui, mặc dù là má không phải là nghệ sĩ nhưng mà má hát giúp vui cho quý vị. Hôm nay má Thí Nguyễn của Tùng thì là năm nay là đã U70 rồi cả nhà, U70 này nha. Nhưng mà rất là yêu thích hội quán miệt vườn và thân chinh đến đây để mà phục vụ văn nghệ cho quý vị ngày hôm nay với một ca khúc, được mang tên Hoa Xuân. Xin mời cùng thưởng thức nha. Con xin mời má. Rất là khỏe luôn quý vị. Dạ, do là cái nhạc má chưa có chuẩn bị trước á, nên quý vị thông cảm. Quán ngôi sao miệt vườn của mình có về rất là nhiều hoa giấy ở Bến Tre. Cô chú anh chị nào mình có muốn tham quan, mình có thể ghé tới để lựa chọn, hoặc là mình có thể tới chụp hình các loại hoa cũng được. Thì cái hoa giấy tụi em sẽ trưng bày và bán cho đến hết ngày 28 âm lịch, cũng như hộ quán ngôi sao miệt vườn cũng sẽ phục vụ tới hết ngày 28 âm lịch và sẽ mở cửa lại vào ngày mùng 4 Tết. Mong là sẽ nhận được sự trở lại của quý bà con vào năm mới, năm 2024 nha. Và hãy lưu ý là mỗi tuần vào ngày thứ ba, thứ năm sẽ có đêm nhạc hát giao lưu. Và cô chú anh chị nào muốn hát giao lưu, mình cứ tới trực tiếp hội quán, và sau đó mình yêu cầu các bạn nhân viên, mình nhờ các bạn nhân viên quay lại cho mình một cái đoạn mình hát chay thôi, để các bạn có thể gửi trực tiếp cho anh Khương Dừa, và anh Khương Dừa với lại các bạn biên tập sẽ chọn ra các cô chú anh chị để mời hát giao lưu vào ngày thứ ba, thứ năm. Riêng ngày thứ bảy đêm nhạc của các cô chú anh chị nghệ sĩ, dạ, giá vé là 90.000 đồng, thì trong đó sẽ bao gồm một ly nước và sẽ có vị trí để cô chú anh chị có thể thưởng thức ca nhạc. Và các vé mà các cô chú anh chị đặt trước thì mình sẽ được sắp xếp ngồi ở các khu vực trên, dạ, nên là mong với bà cô chú anh chị mình sẽ cùng chào đón các đêm nhạc tiếp theo. Em được nhận được thông tin là sẽ có rất là nhiều nghệ sĩ, là chú Kim Tử Long nè, dạ, ca sĩ Quỳnh Trang nè, rồi nghệ sĩ Bình Tinh nè, dạ, rồi nghệ sĩ Lê Nam, rồi đó là những cái tên mà em đang được cập nhật nha. Nên là cô chú anh chị nào mình yêu thích thì mình có thể ghé quầy vé ở ngay chỗ quầy Thu Ngân để mình mua vé trước, để mình có thể có những cái chỗ ngồi tốt nhất, đẹp nhất. Và hôm nay thì rất là vui là má Uyển và có sự kết nối với lại chị Dung Văn Dung Dẻ. Mặc dù là hôm nay chị Dung không tới được, nhưng mà thấy chị Dung cũng kết nối giới thiệu được rất là nhiều người đến với lại cái hội quán ngôi sao miệt vườn của ngày hôm nay. Đó cũng là một cái niềm may mắn và niềm vui với lại tụi em. Tại vì là hôm nay má tới đột xuất nên là chưa có tập với ban nhạc, thành ra sẽ hơi mất một tí xíu thời gian để cho má Uyển có thể lựa chọn bài hát, lựa chọn cái tông nhạc. Nên cô chú anh chị mình đợi giùm em một tí xíu hen. Thank you.
chê nên má hát cũng hơi khó. Sorry quý vị nha. Dạ. Thì cảm ơn em. Thư Nguyễn xin cáo lỗi. Tại vì khi mà hát cái dàn đời không có cái bài này, thành ra hát karaoke cũng có tập giờ vậy hết. Có gì quý vị bỏ qua cho. Dạ. Một lần nữa thì Thư Nguyễn xin cảm ơn và chúc quý vị năm mới an khang thịnh vượng, dồi dào sức khỏe. Dạ. Yeah. Dạ, xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Phép thay mặt ekip cũng như là các anh em cảm ơn má Uyển nhiều. Rồi con thấy là má Uyển phải thương lắm á, mới là dám can đảm mà đứng hát mình mà tay thì run. Đằng sau thì anh Tùng nhắc. Chứ nếu như con mà lên mà không thuộc lời á, rồi bà con cô bác ở dưới là chắc con không dám hát đâu. Nhưng mà má Uyển là đã vượt qua cái nỗi sợ của mình mà dám hát cả bài như vậy là rất là vui rồi. Tụi con là phải ngưỡng mộ rồi phải học cái mới á, là sau này mình thích cái gì thì mình phải làm, cố gắng mình làm mình thử. Dạ. Nhưng mà thật ra thì tới đây chung với các con thôi. Dạ. Mẹ cũng biết hát vậy đó, nhưng mà cái cảm tình của má Viện với Phương Dường rất là đậm đà. Phải nói là tình cũng như mẹ con, mà về đây thăm quê hương thì cũng ráng mà ra nấu bài cho vui. Nhưng một nếu mà đường á thì Nguyễn hết hát được, còn cái karaoke mình không có giờ. Yeah. Mình phải đúng công của mình phải nói, chứ không phải là hát dở như bữa nay đâu. Dạ con nghĩ hôm nay là đêm hát giao lưu mà, nên là mình làm có cơ hội để mình lên sân khấu rồi mình tặng cái bài hát đó có vui cho chương trình thôi, chứ không quan trọng là hát hay hay là hát chưa hay ạ. À. Dạ với lại ở đây con quý là tại vì má Uyển thương, tại vì ở nước ngoài về mà mình dành thời gian, trong khi á một khi mà mình từ tỉnh lên hay là nước ngoài tới đây tới hồi quán của sang miệt vườn mình đã tốn nhiều thời gian rồi, trong khi mình có nhiều công chuyện mà mình có phải thăm gia đình người thân và các công việc của mình nữa, mà má Uyển sắp xếp lại đây để dành thời gian hát chung với tụi con là tụi con cảm ơn rất là nhiều. Không biết vì sao mà đúng không? Dạ. Tại vì không tự tin. Chứ là mình không có đàn đời, không có nhà tình ta chứ lo ra. Dạ. Chứ không phải vậy đâu. Dạ không sao, coi như hôm nay là một kỷ niệm với má Uyển đi, để sau này má Uyển nhớ đến chương trình Hậu Quán Ngôi Sao Miệt Vườn, cái đợt sau có má Uyển sẽ tự động viên mình á. Đợt trước mình làm chưa có được, mình biểu diễn chưa có trọn vẹn thì là mình thử quay lại lần nữa đi, mình hát cho nó đã đó, nên là tụi con xin phép hẹn má Uyển lại thêm một buổi nữa vào đợt sau nha. Nếu mà má Uyển có thời gian sắp xếp thì mình cứ quay lại sân khấu của Hậu Quán Ngôi Sao Miệt Vườn để mình biểu diễn cho đã. Cảm ơn má Uyển nhiều. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn quý vị, cảm ơn anh Tùng. Dạ, xin cảm ơn quý vị khán giả. Cho má Uyển một tràng pháo tay ạ. Dạ, tiết mục tiếp theo thì em xin phép mời